vâng, lại gửi lời chào toàn thể các bác. Hôm nay một cái mẫu cạm bẫy cò mới nhất em lại gửi tới các bác. Hẹn các bác rất lâu rồi, hôm nay lại có nhá. Đấy các bác nhìn đây không ạ? Hai cái mẫu cạm khác nhau. Tuy là vẫn chung là một cái mẫu cạm bán nguyệt, nhưng mà một bên có răng, một bên có răng. Trong thời gian vừa rồi thì em đã hết cái mẫu hàng này rất là lâu. Hôm nay mình lại có và lại gửi tới các bác mà đang cần cái mẫu này. Các bác mà nhận được cái video này nhé, liên hệ luôn tới bên em nhé. À, đây các bác có thấy cái cạm có răng cưa không ạ? Một cái mẫu cạm có răng cưa mà rất nhiều bác hỏi. Em sẽ tháo thử luôn là một cái để các bác tham khảo cái mẫu này nhé. Thì có bác đi đánh cò, đánh vạc thì có bác thì cần cái mẫu này, có bác thì cần cái mẫu không cần răng cưa. Với cái mẫu này thì các bác đánh chuột này, đánh thú đều được này. Rất là hay nhé. Đây là cái lưỡi hàn răng cưa ở bên dưới này. Và cái cách dương bẫy thì nó cũng như cái kia thôi, không khác gì cả. Đây là cái mẫu cỡ to nhé. Em sẽ dương thử xem cái mẫu răng cưa nó sao nào. Lần này lò xo to nhé các bác nhé. To hơn hẳn cái lò xo của những cái mẫu lần trước. Đây em lại cho các bác xem lại đã. To hơn hẳn luôn, cực kỳ là khỏe. Cách dương bẫy thì vẫn như vậy thôi, nhưng mà với cái này thì em cảm thấy nó chắc hơn rất là nhiều, chắc chắn lắm đấy các bác. Ui, thật sự là rất chi là chắc nha các bác nhé. Lần trước em còn nhớ một bác là thường xuyên hỏi em cái chất lò xo to như thế này ở cái cạm bán nguyệt thì đã lâu rồi không sản xuất ra cái mẫu đấy. Đợt này thì lại bắt đầu có. Nó rất chi độc khỏe các bác ạ. Lặng lắm, em cảm giác nó rất chi là nặng và chắc chắn. Đây này, các bác ơi, đây là cái mẫu cạm răng cưa bán nguyệt răng cưa nhá. Một cái mẫu cạm mà đã quá nhiều bác hỏi nhưng mà em đã hết, thì hôm nay lại có tại shop em rồi. Các bác mà xem được cái video này thì liên hệ luôn tới shop em để đặt những cái sản phẩm mà mình cần nhá. Với tất cả những cái mẫu bán nguyệt này thì bên em bán giá rất chi là rẻ. Bán với cái giá là để tương tác với các bác thôi. Đấy, với cái mẫu này thì nó là 10.000 đồng một cái. Còn với cái mẫu này thì nó là 8.000 đồng một cái nha các bác nhá. Hàng mới cứng luôn, mới sản xuất ở xưởng xong. Lần này thì em dặn toàn lò xo to thôi. Các bác nhìn này, to hơn hẳn có đúng không ạ? Vâng, thế các bác mà cần thì liên hệ luôn đến số điện thoại là 0869054295. Thì số điện thoại đó lúc nào em cũng trực và tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm. Một cái sản phẩm mà giá rẻ được các bác săn lùng rất chi là nhiều lại có đây. Đây là cái mẫu cạm mà không có răng cưa nhá. Đấy, một cái chất lò xo cực mới. Lần này em dặn toàn lò xo to khỏe như thế này thôi, giúp các bác đi đánh nó chắc chắn hơn. Thì cái cỡ này nó có hai cỡ, một cỡ to và một cỡ nhỡ. Và một cỡ bé, bé lắm, bé để đi đánh chim đấy ạ. Nhưng mà bên cơ sở em chỉ cung cấp hai cỡ là cỡ to và cỡ nhỡ thôi nhá. Đây là cỡ to, còn một cỡ nhỡ nữa thì em sẽ không bỏ ra. Và đây là mẫu răng cưa. Một cái mẫu cạm mà được các bác hỏi quá nhiều, hôm nay thì đã có rồi. Các bác có nhìn rõ cái răng cưa này không ạ? Thì một chục cái răng cưa này thì nó như thế này nhá. Đây là mẫu răng cưa này. Đấy, răng cưa hàn đây, để các bác đánh chuột. Nếu mà đánh bằng cái mẫu này thì đánh chắc chắn là không con nào có thể thoát được với cái lưỡi răng cưa như thế này. Quá chắc chắn luôn. Lò xo thì lò xo đặt riêng cho cái dành cho cái mẫu cạm bán nguyệt này. Lò xo lần này thì em nghĩ là chắc là nó phải to gấp rưỡi cái lò xo của những cái đợt trước. Bởi vì cơ sở mới nghiên cứu để sản xuất ra cái mẫu lò xo như này để các bác đi đánh cho nó hiệu quả nhất. Vâng, thế mà các bác mà quan tâm mà đang cần nhá, liên hệ luôn. Hoặc các bác có thể kết bạn Zalo với em qua đầu số điện thoại là 0869054295, 0865692498. Thì hai số điện thoại đó em đều có Zalo. Các bác có thể kết bạn với em trước để xem tất cả những cái sản phẩm. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.